Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công bước sang tháng 12 âm lịch năm 2021, gặp nhiều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mà các bạn đón xem tử vi tuổi tỵ tháng 12 âm lịch năm 2021 chi tiết về các phương diện như là sự nghiệp tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cập năng vượng vận cho từng tuổi tỵ trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi tỵ tháng 12 âm lịch năm 2021 về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi của tuổi tỵ tháng 12 âm lịch này, thầy tử vi chỉ ra rằng, phương diện sự nghiệp của bạn sẽ có được sự tác động của cả tam hợp thái tuế và chính quan độ mệnh, hứa hẹn với bạn sẽ có được những khởi sắc rực rỡ trong vận trình công việc của mình. Với bạn tuổi tỵ trong tháng này, cũng có được những báo hiệu sẽ có được vận quý nhân xuất hiện để dìu dắt bản mệnh vượt sóng gió. Những khó khăn và bế tắc trước đó với bạn tuổi tỵ cũng dần được khai thông. Và thêm vào đó, với bạn đang có được sự quyết đoán, không do dự, sẽ giúp cho bạn rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn động vào thời điểm cuối năm. Về các mối quan hệ ở nơi làm việc với bạn tuổi tỵ trong tháng này cũng rất tốt đẹp. Mọi người vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành công việc chung. Sự đồng lòng đó đã giúp tạo dựng nên một tập thể vững mạnh, trong đó không thể thiếu sự góp sức của bản mệnh. Không khí hân hoan đón Tết cũng giúp bản mệnh tuổi Tỵ có tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Nhìn chung con giáp tuổi Tỵ này đang làm rất tốt công việc của mình để chứng minh được năng lực của mình với cấp trên. Và trong tháng 12 này, đây là thời cơ hiếm có với bạn tuổi Tỵ, bởi bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân mình để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với mình nhất là khi tết đã cận kề bạn tuổi tỵ hoàn toàn có lý do để đưa ra yêu cầu tăng lương tăng thưởng và nhận những phần thưởng xứng đáng thuộc về mình chẳng hạn có thể nói với bạn tuổi tỵ trong tháng này đã gạt bỏ những khó khăn trước đó cho nên bạn tuổi tỵ ngày càng tin tưởng vào bản thân tin tưởng vào quý nhân nên dần dần mọi khó khăn được tiêu biến con đường phát triển trước mắt cũng càng ngày càng rộng mở tuy nhiên với bạn tuổi tỵ cũng nên nhớ là vận khí tốt chỉ quyết định được một phần nhỏ cái chính vẫn là sự nỗ lực của chính bản thân bạn nhất là khi trong tháng có nguyệt lệnh lâm tử ám tàng nếu cứ dựa dẫm vào vận may thì bạn sẽ chẳng thể đạt được những thành quả rực rỡ đến vậy và một điều nữa là may mắn chỉ là một yếu tố phụ để đi tới thành công những ai hăng hái tích cực làm việc miệt mài cố gắng ắt thu thành quả xứng đáng và ngược lại ai an phận thủ thường chỉ cầu ổn định kết quả đạt được sẽ rất bình thường Tháng này cũng có sự xuất hiện của Bạch Hổ là hung tinh chiếu mệnh, sẽ khiến bạn phải di chuyển nhiều hơn, nhưng nếu đó là việc cần thiết cho công việc thì hãy cứ thoải mái đón nhận. Rất có thể cơ hội đang ở phương xa chờ đợi bạn đón nhận. Tử vi tuổi Tỵ tháng 12 âm lịch năm 2021 về phương diện tài lộc. Trong tháng 12 Tân Sửu này, bạn tuổi Tỵ gặp được cục diện Ngũ hành Tam hợp Tỵ Dậu Sửu trợ lực cho bạn, cho nên vận trình có nhiều khởi sắc khá rõ, phương diện tài lộc cũng không ngoại lệ. Đây cũng là tháng cận Tết, thu nhập với bạn ngày càng tăng, tài vận được hanh thông, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều, giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. Và với bạn tuổi tỵ có được nguồn thu từ nhiều nguồn khác nhau, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái, nói chung không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, với bạn sẽ được thoải mái sắm sửa cho Tết này. Với bạn tuổi tỵ cũng luôn biết được ưu thế của mình nằm ở đâu để phát huy, đi tắt đón đầu, dẫn đầu xu hướng. Con đường làm giàu càng ngày càng rộng mở, bạn tuổi Tỵ sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay của mình nữa. Nhưng lưu ý là với bạn tuổi Tỵ cầu tài cũng cần có lộ trình nhất định, đừng vì nóng vội muốn kiếm hời để đón Tết mà đi theo con đường không chính đáng. Dù dùng cách gì để làm giàu đi nữa, nếu bạn đi theo hướng chính đáng ắt sẽ thu về lợi nhuận cao. Bên cạnh đó, dù tiền bạc có dùng đến đâu đi chăng nữa, thì với bạn tuổi tỵ cũng cần cân đối lại việc chi tiêu của bản thân sao cho tốt nhất, để đảm bảo thu chi cân đối và có ngân sách tích lũy tốt. Sắm Tết ở mức độ vừa phải và hợp lý, đừng quên tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng bất lợi từ đầu năm nên không cần phải quá xa hoa làm gì nhé. Tử vi tuổi tỵ tháng 12 âm lịch năm 2021 về phương diện tình duyên. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tỵ trong vận trình tháng 12 âm lịch này, thầy tử vi chỉ ra rằng với sự tác động tích cực từ ngũ hành tam hợp phù trợ, đường tình duyên của tuổi Tỵ cũng được thuận lợi hơn trước. Người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, tình cảm phát triển nhanh chóng. Với bạn tuổi Tỵ trong tháng này cũng sẽ thấy mình có nhiều vệ tinh vây quanh hơn. Điều này khiến cho bạn tuổi Tỵ có nhiều sự lựa chọn. Song đôi khi chính điều đó lại khiến bạn do dự, thiếu đi quyết đoán dù là chuyện tình cảm nhưng đôi khi cũng phải có lý trí để đưa ra lựa chọn sáng suốt và phù hợp với mình bạn nhé các cặp đôi vì bận rộn với công việc cuối năm nên ít có thời gian dành cho nhau vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn lặt vặt xong mọi chuyện sẽ sớm được hóa giải trả lại sự bình yên cho gia đình một số cặp vợ chồng còn đón tin vui về chuyện con cái càng khiến những ngày đón tết thêm ý nghĩa và hạnh phúc gia đạo ấm cúng tâm trạng của ai cũng hân hoan vui mừng theo dõi phi tinh tháng, sao nhất bạch chủ nhân duyên, đào hoa, hỷ khánh ngụ ở vị trí Tây Nam. Nơi đây nên được sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ để các khí dễ dàng lưu chuyển, mang tới vận may cho bản mệnh về chuyện tình cảm, nhân duyên. Tử vi tuổi tỵ tháng 12 âm lịch năm 2021 về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của tuổi tỵ tháng này nhìn chung được ổn định, không có gì đáng lo ngại tuy nhiên do tác động của bạch hổ là hung tinh chiếu mệnh nên bản mệnh vẫn cần đề phòng họa huyết quang hoặc những tai nạn bất ngờ có thể xảy ra nhẹ thì bị chày sớt nặng có thể nguy hiểm đến bản thân làm gì cũng cần phải cẩn thận nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao hạn chế đến những nơi nguy hiểm đồng thời bạn cũng nên để ý tới vấn đề ăn uống đi lại đừng để gần tết rồi còn gặp sự cố hay thương tật trong tháng tiệc tùng ăn uống liên miên nên cần kiểm soát để chức năng tiêu hóa tránh bị quá tải Tránh lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất kích thích kẻo tự mình gây họa lớn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tỵ trong tháng 12 năm 2021 âm lịch. Tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết công việc có khởi sắc rực rỡ nhờ quý nhân dìu dắt vượt sóng gió. Quý nhân, thìn, hợi. Tiểu nhân, mão, mùi. Màu sắc may mắn, đen, xanh lá. Tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, nam thủy diệu, nữ mộc đức khẩu quyết chớ nên dựa dẫm quá vào may mắn mọi thứ đều cần tự nỗ lực giành lấy quý nhân ngọ hợi tiểu nhân dậu thìn màu sắc may mắn tím hồng tuổi đinh tị thuộc mệnh thổ nam mộc đức nữ thủy diệu khẩu quyết thu nhập ngày càng tăng tài vận hanh thông nhiều cơ hội làm ăn quý nhân mão sửu tiểu nhân thân mùi màu sắc may mắn đỏ trắng tuổi kỳ tị thuộc mệnh mộc nam vân hán nữ la hầu khẩu quyết đường tình duyên thuận lợi, tình cảm phát triển nhanh chóng, vợ chồng đón tin vui con cái. Quý nhân, tuất thìn. Tiểu nhân, hợi, dần. Màu sắc may mắn, cam, đen. Tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, sức khỏe ổn định, chú ý giữ an toàn cho bản thân kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Quý nhân, mùi, thân. Tiểu nhân, ngọ, dậu. Màu sắc may mắn, trắng, đen. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi Tỵ trong tháng 12 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.